các bạn biết rồi đấy, Musk thì là chủ của bây giờ là Twitter, mà ông cũng là một trong những người giàu nhất thế giới. Còn Zuckerberg thì là chủ của Facebook. Thì tự nhiên lên trên không gian mạng mình thấy hai ông hẹn lại, ông này là hẹn hò gọi là bốc nhau thưa quý vị. Sự tình nó diễn ra như sau thưa quý vị. Quý là Mark và Zuckerberg thì chuẩn bị gì cho trận đấu võ? Có nghĩa là sau khi kiểu như ông Elon Musk nhắc đến cái trận đấu lồng, các bạn nên nhớ trên mạng xã hội ấy, thì Dana White có nghĩa là cái chủ tịch của UFC, quý vị nhớ, nhận được mối tin nhắn từ CEO của Meta. Các bạn nên nhớ CEO của Meta là kiểu như là đại khái là một người tổng giám đốc của gọi là công ty chủ của Facebook ấy, quý vị ạ. Đó là ngày 21 tháng 6 khi tỷ phú công nghệ Elon Musk gọi là thách đấu ở lồng sắt với Mark Zuckerberg ấy, thì CEO Meta hỏi White liệu ông chủ Twitter có thực sự muốn tiến hành màn đấu võ ngoài đời thực không. Thì chủ tịch tổ chức võ thuật tổng hợp toàn cầu là UFC quyết định gọi cho Elon Musk để xác nhận, và tỷ phú gốc Nam Phi khẳng định là ông nghiêm túc với lời thách đấu. Có nghĩa là chuyện cứ tưởng thật hóa như đùa ấy thưa quý vị. khi mà cái tin đó được đến với cả Zuckerberg ấy, thì cái người mà chủ tịch của Meta và ông chủ của Meta ấy, thì đáp trên Instagram rằng gửi tôi địa điểm, có nghĩa là chạy cho tôi cái địa điểm ấy. Đây là câu nói quen thuộc của Khalid Nurmagomedov ấy, một trong những vận động viên được vinh danh nhiều nhất của gọi là UFC. Có nghĩa là một trong những võ sĩ huyền thoại của UFC đấy. Một trong những của Liên đoàn Võ thuật Thế giới đấy. White cho biết ông đã bàn bạc riêng với kiểu như hai cái tỷ phú để biến lời thách đấu thành hiện thực. Có nghĩa là các bạn nên nhớ là những cái chuyện này nó nếu mà được thành công ấy, thì nó kiếm rất là nhiều tiền. Cho nên những người mà người ta là tổ chức những cái chuyện đó ấy, mình thề các bạn, người ta không bao giờ bỏ rơi cơ hội quý vị đó. Và tôi đã nói chuyện với kiểu như là những cái người gọi là điều hành đến tận, có nghĩa là 0:45 sáng đấy. Của cả hai người, cũng như là của cả Elon Musk và kiểu như ông chủ của Facebook ấy, thì cả hai đều muốn trận đấu diễn ra. White kể với TMZ Sport là như vậy thưa quý vị. Còn theo cái tờ báo gọi New York Times ấy, thì 10 ngày qua Dana White, Elon Musk và các cố vấn của Mark Zuckerberg đã đàm phán ở hậu trường và đang tiến dần đến một cái cuộc đấu trên võ đài. Và ông White và ba người kiểu như tham gia cái cuộc thảo luận này cho biết là do có nhiều yếu tố, nhưng mà không một ai có thể khẳng định rằng là 100% trận đấu này sẽ diễn ra. Nhưng các dấu hiệu cho thấy là một sự kiện lớn, tức là một cái sự kiện lớn đang hình thành. Tại vì nó thấy những cái sự nói chuyện bàn bạc rất là cụ thể của những người kiểu như mình khẳng định quý vị là có tiếng nói ở trong những cái công ty đó. Và cái ông White này ông khẳng định rằng là đây không phải là chiêu trò quảng cáo, PR vân vân vân. Tôi ở trong ngành đủ lâu để hiểu thế nào là kiểu như là một cái mạng lưới truyền thông ấy. Đây không phải là trận MMA thông thường theo hiểu biết của chúng ta, mà là trận chiến giữa hai tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới. Ai sẽ thắng? Ai chứng kiến một trận đấu như vậy trước đây? Không ai cả. Có nghĩa là ông nói với một trong những kênh truyền hình TMZ vào ngày 29 tháng 6 là như vậy thưa quý vị. Đại khái là những cái điều điên rồ ấy mà xảy ra trên thế giới này thì mình khẳng định là rất nhiều những người đến xem là toàn những người nổi tiếng. Và địa điểm thì cũng đang được xem xét. Có nghĩa là ngay từ đầu thì ông Elon Musk ông đã chọn gọi là Las Vegas. Tuy nhiên ngày 30 tháng 6 thì ông viết trên Twitter là có cơ hội trận đấu sẽ diễn ra ở đấu trường Nam Mã. Là tất bên ý. Sau đó ông đăng video dài 1 phút 30 giây với cái tiêu đề là cuộc chiến của Brian and Colosseum, có là trích từ phim Lies of Brian, và nói tôi cần rèn sức chịu đựng của mình. Nói chung là với ông này ông ấy cứ rồ dại dại, nhưng mà thưa các bạn, toàn tỷ phú thế giới, mà toàn những người giàu nhất thế giới rất là giỏi, cho nên không có gì là đùa được. Tuy nhiên Telegraph dẫn lời một quan chức của Bộ Văn hóa Italy rằng trận đấu giữa hai tỷ phú công nghệ không đủ điều kiện để tổ chức tại một công trình 2.000 năm tuổi là đấu trường La Mã tôi bị. Thế nhưng mà còn ngoài cái đấu trường La Mã ra ấy, thì nó cũng đổ lát rồi.
và cũng không còn ghế ngồi nữa, thưa quý vị. Nó cũng không còn ghế lùi nữa. Thế nhưng tuy là những cái câu chuyện này nó diễn ra trên mặt báo, mà kể cả giữa hai đối thủ với nhau thì chỉ thấy rằng là cái vấn đề mà chỉ hỏi han mấy cái thông điệp đến địa chỉ địa điểm thi đấu để cãi như vậy thôi. Còn về ông chủ Facebook ấy, là ông Zuckerberg ấy, thì về trận chiến không phải là trò đùa. Có nghĩa là cái người quản lý của ông ấy nói như vậy, để cái là không phải chuyện đùa. Còn lại là cái người thách đấu thì là ông Musk, thì mình khẳng định với các bạn là còn Dallas White thì cũng cho biết là tôi đã trò chuyện với gọi là Zuckerberg gần 2 năm qua và chưa bao giờ anh ta giỡn trong lúc nói chuyện. À, đấy có nghĩa là cái tính cách CEO của Meta lúc nào cũng nghiêm túc. Có nghĩa là ý muốn nói rằng là ông chủ Zuckerberg ấy, thì thưa các bạn là ông ta không đùa. Nói chung là còn lại bây giờ chỉ về phía của Elon Musk thôi. Liệu ông này ông có đùa hay không? Liệu ông này ông có chơi chữ hay không? Hay là ông chơi khắp hay không? Nhưng mà thì càng về mấy ngày gần đây ấy, thì cái ông Elon Musk thì ông lại càng tỏ ra rất là hứng thú so với lời thách đấu của mình. Bạn hiểu không? Và ông ấy thường xuyên tweet hoặc trả lời người dùng Twitter về kỹ năng võ thuật và cái chiến lược khi thi đấu của bản thân. Và đặc biệt là ông rất là nghiêm túc. Ông đã bắt đầu tập luyện với cả Lex Friedman, chủ kênh Lex Friedman ấy, Bosscat ấy, và có đai đen võ Jiu-Jitsu của Nhật Bản, thưa quý vị. Tể phú gốc Nam Phi thậm chí nhận lời tập luyện với võ sĩ MMA huyền thoại Rodas Xanh Pierre, bất chấp lời căn ngăn của cha mẹ, mới tuyên bố nếu đối thủ nhận lời tôi sẵn sàng lên sàn. Thế tóm lại có vẻ là nghiêm túc ấy. Có nghĩa là đối với Zuck, còn những cái người chuyên nghiệp người ta cho rằng là không phải Musk mà Zuckerberg mới là người mong trận đấu diễn ra nhất. À, có nghĩa là theo Washington Post, CEO Meta không chỉ tìm kiếm một trận thắng mà còn muốn tập trung tên tuổi của người giàu nhất thế giới để lấy lại hình ảnh đã mất của mình trong giới lãnh đạo công nghệ. Đúng thật, thưa quý vị, nói chung là khi mà Zuckerberg ấy, ông ta muốn xây dựng một cái Meta, một cái gọi là Metamask có nghĩa là một thế giới ảo ấy, thì nó cũng đang mất rất là nhiều tiền, mà nó cũng đang có vẻ không hình thành được thật sự ấy. Trong khi đó ông Zuckerberg thì ông hiện tại bây giờ ông là một trong người giàu nhất thế giới và có nhiều thứ của ông đang tiến hành rất là suôn sẻ, thưa quý vị. Cho nên là việc tổ chức trận đấu và mọi người muốn xem là nhiệm vụ của tôi chắc chắn sẽ làm điều này, đó là dẫn từ Fox Sports, dẫn lời của Dana White, không phải là một người hâm mộ MMA mới quan tâm. Có nghĩa là ý muốn nói rằng là dù cái hạng này không phải là chuyên nghiệp hay hạng 2, hạng 3, hạng B đấy, thì nhưng mà ông rất muốn trận đấu này diễn ra. Và nó sẽ là một trận đấu lịch sử của môn để khao đối kháng. Đấy, các bạn phải hình dung là như vậy. Thế tóm lại đối với mình thì mình đọc này thì mình vui. Tại vì thực ra đây là hai ông chủ công nghệ của hai hãng công nghệ hiện tại vừa lớn nhất thế giới và có hai mạng xã hội. Có vẻ nói là có nhiều người dùng trên thế giới, đặc biệt là mạng Facebook. Có hàng tỷ người hiện tại đang dùng Facebook. Quý vị nhớ một điều với mạng xã hội. Thế còn ông Elon Musk thì ông ấy là một trong những người giàu nhất thế giới, hình như không nhầm được thứ hai thế giới. Và đặc biệt là ông ấy cũng có mới mua lại hơn 40 mấy tỷ đô la cái Twitter. Đấy, và ông có những cái suy nghĩ rất là điên rồ như kiểu lên sao hỏa sinh sống, và ông đã dần dần hình thành thành sự thực. Đấy, ông là chủ hãng công nghệ Tesla, có nghĩa là ô tô điện lớn nhất thế giới. Thì tóm lại đây là hai người có nghĩa nói là nổi tiếng nhất thế giới của chúng ta. Và khẳng định rằng là ai cũng mong muốn cái này nó diễn ra, thưa quý vị. Thì đối với Dương thì Dương cũng mong muốn thôi. Tuy là nó cũng hài hài thế nào, nói chung là nhiều lúc kiểu như ông Elon Musk thì ông hay gọi là chém gió lắm quý vị. Ông lên ông tweet tằng nhằng, ông ấy chém gió. Đấy, nhưng mà đối với ông Zuckerberg thì mình khẳng định ông này ông rất là nghiêm túc. Đấy, ông rất là nghiêm túc, thưa quý vị. Thì tóm lại thôi thì mình chỉ nói vậy thôi. Nói chung là hai ông chủ của hai cái hãng công nghệ lớn nhất thế giới. Thì nếu mà diễn ra trận đấu này thì quá tuyệt vời, thưa quý vị. Bye bye và hẹn lại quý vị nhé.